Ngoài đời ngày xưa mà mình mà được đứng tên đất đai xe cộ mình thấy mặt kinh kinh ghê lắm đúng không? Tưởng đâu mình có giá lắm ngon nghe. Vô chùa mới thấy ra không đơn giản. Chùa mua mấy chiếc xe để sử dụng trong ngôi Tam Bảo. Thì mấy anh em mà ở đây lâu thì cho mấy ông đứng tên. Chứ không lẽ đưa mấy cái ông mà chưa có tu lâu gì chứ đứng tên mấy ông đi mất tiêu rồi sao? Hiểu không? Rồi mất công sang tên khó khăn nên cho mấy ông ở lâu nhập khẩu ở đây đứng tên. Thì cho ông Nhuận Ngôn, ông già rồi không đi xe, ông đứng tên. Còn cái người đi xe thì không được đứng tên. Ừ không? Tính bây giờ thằng chạy xe được nó chạy mất tiêu thì sao? Mình cho cái thằng không chạy xe đứng tên mà cái thằng chạy xe thì không đứng tên. Chơi vậy đó. Không, khùng khùng của Nhuận Đức mà sao tính cũng kỳ cục ghê. Cuối cùng thằng chạy xe đâu đứng tên đâu, nó chạy xe nó vượt đèn đỏ. Vượt đèn đỏ người ta phạt nguội. Cuối cùng ta điện thoại cho ông Nhuận Ngôn. Điện thoại cho ông Nhuận Ngôn này đứng đây nè. Thì nói chuyện cũng hịch hạc rồi thấy tội nghiệp. Hiểu không quý vị? Thì bây giờ người ta nói chọn mặt gỡ đô la chứ. Hiểu không? Đó là hịch hạc. Hiểu không? Đó hịch hạc rồi cứ không có đi đâu. Già cả rồi. Có muốn đi chơi gì nữa đâu. Thì thôi. Cho đứng của Tam Bảo. Cho nó yên. Thì bị biết rằng là mấy ông nhỏ mấy ông chạy. Em chạy thì cuối cùng nó kêu Nhuận Ngôn là nó phạt ổng. Thì khổ ghê chưa? Nó phải nhìn ra liền thấy chưa? Nó lỡ nó thầy lớn tuổi rồi. Mà sao thầy chạy xe còn vượt đèn đỏ đó? Khổ thấy ghê thiệt. Ông Nhuận Ngôn nói trời ô mắc cỡ đỏ mặt hết chứ. Mà không biết nói gì chứ. Nhuận Đức nói sao ông không nói? Mai mốt mà gặp trường hợp gì ông nói gì nè. Tôi không có biết chạy xe. Nhưng mà trong chùa tôi ở lâu, lớn tuổi. Rồi xe cộ thì tôi đứng, còn mấy chú cư sĩ mấy ông mới chạy xe để mà chở đồ này kia. Nên từ nơi đó mà thầy ông thấy tôi lớn tuổi nên cho tôi đứng tên. Cho ở luôn trong chùa cho mấy chú nhỏ trẻ thì khi lúc này tu lúc kia cũng tu. Nên ông kêu tôi đứng tên, chứ thật sự với mấy anh là tôi lớn rồi sao mà vượt đèn đỏ. Mà tôi có biết chạy xe đâu mà vượt đèn đỏ trời. Có biết chạy xe đâu mà vượt đèn đỏ, ông nói vậy đó. Nói với mấy công an người ta biết. Chứ tự nhiên người ta tưởng đâu ông là ông thầy mà chạy xe vượt đèn đỏ. Ông công an nói rằng là trời ơi tôi thấy thầy sao cũng nghiêm túc quá mà sao chạy xe vượt đèn đỏ. Nhưng mà những ông không dám nói chứ, cái này mới là cái dở. Nó nói dám ăn, dám nói, dám gói, dám sách về nhà. Con người sống trong cuộc đời này, ông chờ ông sanh ra cho mình cái miệng, cần nói thì nói. Còn lúc nào không cần nói thì thôi, đừng có nói. Còn lúc cần nói phải nói, ai quýnh đập mình đâu sợ. Nói cho người ta hiểu chưa. Mai mốt nói vậy, ông là ông có trường hợp nó không phải nói cho công an người ta nghe. Chùa đông quá, mấy ngàn người nói chuyện vẫn chơi hết trời. Không phải đơn giản, mà vùng qua những đức la thì một chập mấy chú trẻ. Từ hôm nay mà ông nào chạy xe là tôi ghi tên vô là rõ ràng giờ dắt đi ra là phải ghi là giờ mấy giờ ông này đi ra đường. Để tôi biết được là khi cái gì là tôi bắt mấy ông đó chứ đừng nói chuyện dẫn chờ đùa tôi nghe chưa. Phạt 10 triệu. Phạt nguội hai lần 10 triệu. Dẫn chờ hả? La theo hôm qua ông chập. Nên từ nó đó vậy thấy chưa? Nó đứng tên ngon không? Đứng tên ngon chưa? À, cuối cùng Nhuận Ngôn đâu có bằng lái. Sao phạt ổng? Cái ông chạy thì đâu mất tiêu rồi, lôi ông hí ra. Cái ông hí mà ông coi chánh điện nè, ông đâu có chạy xe mà ông có bằng lái. Thì đem ông ra đưa bằng lái, người ta giữ 3 tháng. Nói hai ông đúng là quan tình. Quan tình thiệt luôn. Nói vậy nhắc nhở trong chùa, mình là người tu hành quý vị. Ở ngoài đường người ta ghi cái chữ rõ ràng, thà chậm một giây đừng gây tai nạn. Thà mình còn một hai giây đèn xanh mình dừng lại đi. Chứ vội vàng chi mà chạy quá để cho người ta bắt mình. Phạt tiền chút đỉnh không nói chi nhiều quá. Nhưng mà cái kỳ người tu trong chùa mà bị người ta phạt. Nên tất cả cư sĩ biết Phật pháp nhé.
mình chạy xe coi theo tốc độ mà chạy. Thật sự mình mà chạy đúng tốc độ không ai thổi mình làm gì. Mình chạy cái đàng hoàng mình chạy. Mình chạy cho nó đúng đàng hoàng. Tôi có bằng cao quá mà tôi còn chạy. Hiểu chưa? Đó, nên chạy từ từ mà chạy. Ai kêu chạy chi gấp gáp dữ vậy? Nên ai mà mỗi lần mà chở xe Như Đức mà leo lên mà kêu mà chạy mà háo hức là Như Đức nó không thích. Cái tâm chạy mà giật là biết cái tâm này không ổn. Lên xe chạy bình tĩnh, số đồ vô nó nhẹ nhàng. Chứ đâu phải chạy mà giật tức. Chạy như giật phong. Kiểu đó mà người ta yếu yếu, ta ngồi chút ta ói thấy một. Hiểu không? Thôi vị thấy chưa? Nên mình nghe đạo rồi, cái gì mà nói của cải ai đưa mình đứng nó thôi. Cái này phiền phức là mai mốt nó khó giảng sanh. Hiểu không? Nó chứ đừng có nói tự hào nghe. Ngày xưa không hiểu mà ai cho đứng miếng đất gì. Rồi. Đứng thôi mà của người ta mà, của mình đâu. Hiểu không? Thôi rồi, cũng ham chỗ đó. Hiểu không? Thấy rõ ràng tự những ngôn rút kinh nghiệm. Thấy chưa? Nhưng mà những đức trong chùa, những đức kêu ai đứng tên gì là đứng đấy, không ai dám luôn á. Nghiêng những đức không đứng. Đứng nó kêu tôi thì sao? Tôi khỏi mệt quá đi. Đã không đi đâu bây giờ còn kêu tôi nữa. Mấy ông thì có thời gian, mấy ông đi đi, rồi tôi đâu có thời gian. Nó nói không, tôi khỏi đi. Nên từ nơi đó quý vị biết rằng nghe những cái điều đơn giản này nè, để trong cuộc đời nó đừng bị cái danh cái lợi mà nó che mờ cái lý trí của mình. Đó là cái danh cái lợi đó. Lý trí mình phải nhận thức. Cái của mà mình sử dụng được, chứ cái của mà của người ta mình ham gì. Hiểu không? Nó mình là người tu đạo, tin sâu nhân quả chứ. Cuộc đời của người có phần thì có phước, có phần. Còn có người mà nó đã không có phước, bây giờ có đi giành giật cũng không được. Hiểu không? Này phải suy nghĩ nghe. Nên nó sống hiểu nhân quả rồi. Nên những đức nói mấy anh em trong chùa, những đức nói đi đến đâu ở đâu, mình được ở thì mình lo hết lòng mình. Cái nơi đó có vô bàn tay mình hay không vô bàn tay mình mặc kệ. Bản thân chúng ta ở đâu là cứ lo nhiệt tình hết mình ở đó đi. Như bản thân những đức ở đây, Hòa Thượng chỉ giao coi chùa thì những đức cực lực hết mình luôn, làm tới bờ tới bến luôn, đúng không? Còn Hòa Thượng giao cho đệ tử nào cũng được, còn có giờ dành với ai chứ nha. Cái số mình có phước thì không có chỗ này, nó có chỗ khác. Lo gì? Thấy rõ ràng luôn. Ngày xưa Như Đức trên Đà Lạt thì nhảy một cái Như Đức xuống đây, nhảy một cái qua tới Đại Tùng Lâm, nhảy một cái qua chùa mới. Do người ta đưa Như Đức đi mà Như Đức nhảy. Chứ như đâu phải tự ý Như Đức nhảy đâu. Hiểu không? Nó rõ ràng mình tu hành phải hiểu. Nên tất cả Phật tử cũng vậy. Đối với trong gia đình của mình, anh chị em đâu gì, ai cha mẹ cho ai nhiều cũng được, chia cho ai nhiều mình mừng giùm người đó. Nó còn thí dụ như cuộc đời của mình, vợ chồng sống nhau mà không có con cái gì chứ, mình nên đem cái tình cảm mà của mình đang thiếu con, mình đem lại cái nơi trẻ mồ côi. Con người mình tại sao cứ nghĩ người thân mình không mà cứ nghĩ đây là con tôi mới thương. Cũng nhiều đứa con nít nó đang thiếu tình mẹ tình cha lắm đó. Chúng ta rảnh chúng ta hãy chạy lại cái diện mồ côi á, làng tre rồi đó. Trên thành phố có nhiều viện mồ côi nuôi trẻ em đó. Mình vô mình bồng các cháu, những đứa thấy mấy đứa mồ côi, mình bồng nó mừng lắm. Nó thích người làm mẹ lắm. Nó mình lỡ mình đem cái sự thiếu thốn của mình về con, nó thiếu thốn về mẹ, hai bên ghép lại đủ. Sao mình không làm vậy đi? Đúng không? Lâu lâu mình rảnh mình sắp xếp mình tổ chức khoái đoàn, mình đi thăm những cái viện mồ côi của trẻ em mồ côi. Để mình nhìn ra còn nhiều mảnh đời khổ. Mình cho con mình thấy, nó con thấy không, con còn cha còn mẹ, còn các bạn kìa, không có cha mẹ gì kìa. Mà bạn còn tật nguyền, bạn nằm trong cái nôi kìa con à. Một khoảng nhỏ cho bạn nằm kìa, con thấy chưa? Con có phước quá nghe không? Mà con mà còn không ngoan nữa, sau này con hết phước là đời con khổ đó. Chỉ con mình để con mình biết thương người, dẫn con mình đi đến chỗ nào, viện mồ côi nè, nuôi người già nè, những cái nơi vậy để cho con mình nhìn nhận một kiếp nhân sinh, đào tạo con mình sau này biết thương người. Biết thương người thì có phước, đúng không? Nên tất cả những người mà mình không có con á, mình đừng có buồn. Buồn chi? Số mình không có con buồn làm gì?
Nó cứ là thương con người ta đi mà mình có con à. Dùng cái tình cảm dành cho con người ta đi mình có con. Cái tâm đó đó đặc biệt dữ lắm đó quý vị. Những Đức nói những chỗ này nó quan trọng lắm. Bây giờ mình niệm Phật mình muốn làm Phật mà. Bây giờ ở cõi này mình phải sống làm sao cho đặc biệt chứ, đúng không? Nên những Đức nói tại sao mà chùa mình Phật tử nó vì chùa mình cái là từ từ người ta hết tham, giảm tham tối đa luôn. Có cái bà kia bà lợi chùa nó nói một câu nè: con nói thiệt với thầy, con đi chùa 5 năm mà con thường quan niệm con nghĩ gì nè thầy? Là Phật xài tiền lẻ. Ghê không? Cái quan niệm ghê thiệt chứ. Nó là Phật là xài 2000 được không? Còn mấy tiền chẳng để cho con xài. Mà con chỉ cần cúng một cái là con quỳ lại con xin Phật tá lả âm binh. Cúng cho một bình hoa, cúng cho nải chuối là tàu ô thầy ô, con cầu Phật cho con trúng số tứ tung lang tan. Mà từ khi con đi đến chùa con nghe thầy giảng con mới hiểu. Con hiểu ra thì ra mình sao mình ngu quá. Phật là bậc trí tuệ mà đi cho mình trúng tấm giấy số để mà lãnh một bó hoa, một nải chuối sao? Mình giải nhất mình còn biết tính ra. Nếu như mà cho mình nhiều vậy mà chỉ lấy có nhiêu, thà mình lấy cái tiền của mình có được mình đi mua cho nó thoải mái, đúng không? Mình đi đến chùa là mình tiếp nhận giáo dục chứ không phải là mình đi cầu xin tầm bậy. Chúng ta phải lo tu hành. Còn cầu là cầu cho mọi người á, nó trả lại cho mình. Cầu cho mọi người nó mới trả lại cho mình. Niệm niệm vì người ta thì mình mới được lợi ích. Còn tâm mình hẹp hòi quá thì sao mà tu nó phát tâm được. Bà nói rằng con đi đến chùa là con keo như kẹo kéo. Thầy biết rằng không bao giờ đâu thầy ơi. Bữa nào mà con cúng được 10.000 là dữ lắm. Kinh khủng không? Vậy mà con nghe thầy giảng với bữa nay con dám cúng 1.000.000 rồi đó. Thấy ghê không? Bà nói vậy đó. Còn có hai vợ chồng ở thành phố chạy xe lên đây nói một câu: con nói thiệt với thầy, từ xưa giờ con chưa bao giờ cúng lớn lần nào. Mà lần này mà con cúng chùa thầy 2 cái tivi mà 65 inch mà 2 cái rồi nó cúng lớn chứ. 2 vợ chồng mua gỡ lên chùa. Thầy lên đây nghe pháp thấy bên kia chùa mới 2 tivi nó nhỏ 55 inch. Bây giờ ba mua thì 65 inch gỡ lên. Xong 2 chồng chạy lên. Nó còn nó từ đó giờ con mới thấy cúng lớn dữ vậy. Ghê không? Nó hỏi sao à, sao mà chiến này lại chùa này mà cúng lớn dữ à. Nó còn nghe là giả con hiểu. Sanh không mang đến, chết không mang đi. Ghê không? Đó, thấy không? Nên mình muốn đoạn cái lòng tham người ta thì bản thân mình phải đoạn lòng tham. Bản thân mình keo kiệt mà kêu người ta mở rộng tâm với mình, chuyện này khó lắm. Quý vị muốn người ta mở rộng tâm lượng lớn với mình thì mình phải mở rộng tâm lượng lớn hơn người ta. Bây giờ quý Phật tử đi về chùa, quý vị thấy những đức, tâm lượng những đức có nhỏ không quý vị không? Làm sao mà nhỏ quý vị được? Nhỏ quý vị làm sao mà những đức hướng dẫn quý vị được? Ở là phải lớn hơn quý vị bao nhiêu lần nữa chứ không phải chuyện giỡn đâu. Những đức nói thiệt, những đức tính bao nhiêu việc nó thoát ra khỏi cái gia đình, thoát ra khỏi ngôi chùa luôn rồi. Nên từ nơi đó tâm lượng nó lớn, phước báo nó mới lớn, công chúng nó mới đông, người ta mới đến với mình mà bằng một cái tâm thiện nguyện. Không có tính toán luôn, tại vì sao? Mình thoát ra khỏi ngôi chùa rồi. Chứ không phải là chỉ có trong ngôi chùa mình, mà thoát ra khỏi ngôi chùa mình luôn rồi. Tính bao nhiêu việc là nó thoát ra hết trơn rồi. Nên từ nơi đó mà người ta mới mở rộng tâm lượng ra. Vậy thì quý vị hãy học từ ông thầy á. Đối với anh chị em, đối với người thân, khi mình cho tiền người ta mình đừng có dằn vặt người ta. Mình đừng có nói rằng mình cho cái người không tu là không có phước tầm bậy. Họ mai mốt họ tu có khi họ còn hơn mình. Bây giờ người ta chưa tu chứ người ta mà tu một cái người ta tu hơn mình. Không có chuyện giỡn đâu nghe. Nên đối với chùa chiền mình rộng rãi, nhưng đối với anh chị em, người thân, gia đình cũng phải rộng rãi. Cái tâm mình phải vậy đó. Mình mà mình có điều kiện đi, anh của mình nghèo quá nghèo, cái nhà anh mà sắp sửa sập, cắt nhà cho anh luôn. Bây giờ mình đem tiền mình cúng dường cho chùa, số tiền đó mình chích ra phần nữa mình cắt nhà cho anh mình đó. Cái đó cũng dường tam bảo chứ gì. Tam bảo là giúp chúng sanh.
Còn gia đình mình giúp được giúp đi. Tự nhiên mình làm việc của Phật Pháp, người ta không có nói được mình. Ta không có nói được mình cái gì chứ. Chứ đừng có bao giờ đặt cái vấn đề ở đây là Tam Bảo. Tam Bảo là làm cho chúng sanh chứ gì. Hãy mở cái tâm lượng lớn ra. Chứ Tam Bảo để làm gì? Lo cho chúng sanh chứ gì. Nên những đức khi nuôi mấy bà già, những đức mong làm sao? Lo cho mấy bà già, cho bà tương đối, cho bà vui. Có nhiều người gặp những đức nói: thầy lo quá mấy bà hết phước. Bà hết phước kệ bà chứ, con đã lo là lo chứ làm gì cái chuyện lo hết phước. Cái chuyện mình làm là làm à. Cái chuyện mình cho người ta là cho, chứ mình không có quan niệm những chuyện khác. Suy nghĩ nhiều quá, suy nghĩ nhiều quá nó nhức đầu lắm, đúng không? Vì thấy tại sao chương trình kiếm thị chùa mình mà nó đi tới 5.000 người, là tại vì ai đến xè tay thì mình cho tiền, không nói vòng vo chứ nha. Nếu như bây giờ mình lựa người khiếm thị ra thì cái ban tổ chức mình cực không? Cho phiền não thấy mồ, thấy không? Bây giờ cái ngày đó chúng ta xả sang tham đi. Mỗi lần chương trình khiếm thị xả sang tham đi. Nó, gia trì chú thực diệu già đà. Hiểu chưa? Xả sang tham Bồ Tát. Hiểu không? Nên xả. Bây giờ có nhiều người, người ta giàu mà người ta có thể đi vô trong cái sòng bài, người ta casino, người ta quýnh bài, bao nhiêu tiền người ta xả, sao không đem xả ngay người ta đi. Trời ơi, xả ngay khiếm thị ngon gì đâu. Nhưng Đức nói bây giờ chủ cả đồ nghe qua công đoạn này, ngày thứ sáu dẫn nhân viên đến đây, đổi ra vài trăm triệu cho người 50 ngàn. Người 50 ngàn, 5.000 người nó có 250 triệu. Nhân viên của mình cho nó cầm tiền, nó cho mình đứng đầu cầm cờ dẫn đi, cho có bài bản. Vậy là phải là ngon không? Vừa có phước mà vừa đổ người làm công. Mình làm chủ lớn mà, chủ lớn mà. Bây giờ nhân viên mình làm, gia đình cha mẹ nhân viên mình có người mắc, mình lo hòm gương, lo đám tiệc. Rồi nếu gia đình nhân viên mình nghèo, lo đi, họ sẽ bán mạng cho mình luôn. Con người làm chủ lớn là phải có cái tâm lớn vậy đó. Con người này mới là con người kinh khủng, hiểu không? Sống phải vậy đó. Nên những đức nói với mấy người ban phục vụ trong chùa, những đức nói gia đình cha mẹ cái gì mình phải ra tay. Người ta con người ta vô chùa nhiệt tình ở đây 7-8 năm, 9-10 năm ở chùa lo cho Tam Bảo. Gia đình cha mẹ ở nhà có chuyện gì mình phải lo, từ khi người ta có điều kiện rồi thôi. Còn cha mẹ lúc nào vô đây là phải nhiệt tình phục vụ, lo lắng cho cha mẹ của những người phục vụ trong chùa. Quy tắc luôn á, phải làm vậy đó. Nên người làm việc lớn á, phải nhìn rộng một chút. Chứ đừng có đi chỗ này chỗ kia mình làm thiện mà đối với người làm công của mình eo hẹp. Ví dụ như một tháng lần mình nấu ăn đồ đãi cho người ta ăn, mình làm chủ lớn, mình đứng mình ngồi mình nói chuyện vài câu động viên người ta, rồi cụng ly đồ với người ta, người ta thấy người ta cảm tình với mình. Nên cái công việc làm ăn của mình nó càng ngày càng phát lên. Nó phát lên thì càng chia cho người ta. Mình có cơm thì người ta bèo bèo cũng phải có cháo. Chứ mình cho người ta uống nước lạnh là bèo quá, đúng không? Thế vậy mà làm chủ lớn mà vậy thì đố mà sự nghiệp quý vị đi xuống được. Sao mà đi xuống được? Bao nhiêu đôi tay nó đưa lên mà quý vị nói đi xuống hả? Còn nếu như mình làm chủ, mình chỉ biết cái danh bên ngoài mà quên người ta, coi người làm công như cỏ rác vậy, nó đạp xuống á. Mỗi ngày nó chửi mình, nó đạp xuống á, đi xuống luôn, tan nhà mất mạng, hiểu chưa? Cái này là 100% tôi là người hai bàn tay trắng. Con người đến với tôi là dùng cái gì? Cái danh từ chữ chung đến với nhau, đến nhau nhiệt tình hết mình với nhau. Bây giờ Phật tử đến đi đến chùa mình thấy không? Mình sống gì? Như một đại gia đình. Mai mốt bị đi đến chùa suốt gì? Mai mốt bị già hôm nay như Đức bỏ bị, đúng không? Từ khi tu chết trước thì thôi à, chịu thua. Chứ bây giờ mà tôi mà chết sau là tôi vết liền hết, chứ bây giờ ở đâu con nghe. Nhìn mấy gương mặt này quen hết trơn rồi đó, giờ ở đâu, hiểu không? Lúc nào mà ngáp ngáp là đưa vô liền, chạy vô, nó đưa cho phòng hộ niệm, nó hộ niệm liền chút, hiểu không? Vậy thấy sống vậy đời người vậy hạnh phúc quý vị ơi.
Con người tại sao chỉ vì ba buổi cơm tiền bạc vặt chắc hoài mà không biết đủ, rồi cuộc đời người cứ bận tâm mãi với cái đồng tiền. Thật sự mà nó từ xưa tới nay, quý vị hãy đưa lên cái bài toán của cuộc đời đi, có ai mà thiếu ba buổi cơm không? Nghèo cũng ăn được ba buổi cơm mà, cũng sống, giàu cũng ba buổi cơm. Chúng ta tại sao cứ nặng nề mãi ba buổi cơm vậy mà chúng ta không có những ngày tháng sống nhân sinh hả quý vị? Tại sao chúng ta hôm nay không suy nghĩ cái cuộc sống niềm vui nó còn quan trọng hơn? Tại sao cứ nặng nề hoài cái ngày mai vậy? Bữa nay có thì sợ ngày mai nó không có, đúng không? Chúng ta thường bị cái bệnh này. Cái bệnh này mà tu không tu gì cũng bị nè. Bị mà thành lo, lo mà nằm co go. Nằm co go là như nè, lo giết mà vậy đó. Nó bây giờ Phật tử mà như Đức hướng dẫn quý vị nè, nhà mà có đất đai sẵn giường đúng không, sống ba buổi cơm la rai, thứ bảy chủ nhật đi về chùa, hiểu không? Nó thiệt quý vị chứ, biết hưởng thụ chút là người khôn. Hưởng thụ bằng cái gì? Hưởng thụ trí tuệ. Hưởng thụ trí tuệ. Sau hè làm một cái giống như một cái vị trí như là nhân sinh, cây cối hoa đồ vậy đó, hiểu không? Rồi lúc rảnh rảnh vợ chồng con ngồi bên nhau uống nước trà đàm đạo chơi vậy đó. Tội đi ăn nhậu mệt, trời ơi, đi vô quán ăn nhậu chỉ cho nó mệt thêm, đúng không? La lối sùm, nói bây giờ thôi tôi về tôi tắm ao ta, dù sông dù đục ao nhà vẫn hết. Mình về mình chơi với vợ mình là ngon nhất, ai cười mình gì. Mà mình mà chơi với bạn mình cũng thua luôn. Nó đâu phải tôi chơi với bạn, tôi chơi với vợ mà tôi chơi với bạn mà tôi chơi không được đâu. Nhưng mà tôi phải gây dựng một gia đình hạnh phúc. Nó ai mà có vợ có chồng mà nghe gì đi, đừng có đi lao túc tối ngày kiếm tiền, mà hãy gây dựng một cái hạnh phúc gia đình đó. Cái này là cái quan trọng. Bao nhiêu con người đến với cuộc đời này khi chết đi ai cũng hối hận ấy. Nếu như thời gian cho quay trở lại, tôi sẽ sống nhiều bên cạnh bà hơn. Đó chỉ là sự ao ước không mà tầm bậy. Toàn là đợi đến chết không à, đợi đến chết không à. Còn bây giờ cha mẹ còn sống thì bây giờ cha mẹ ăn cái gì mua cho cha mẹ ăn đi. Bây giờ quý vị ăn chay nghe, đi chùa đó mà cha mẹ ăn mặn, cha mẹ nói con cha thèm con gà luộc cháu mua tiêu quá trời con ơi. Thôi ba ơi ba, con trai niệm Phật mà sao ba cứ đòi ăn gà luộc hoài? Ba không có sợ tội lỗi gì hết trơn á. Ba mà ăn gà giết đi rồi ba đọ cho mà thấy. Tao thèm quá mà sao mày nói vậy mày? Này mày nói tầm bậy. Nó tầm bậy rồi đó. Cái chuyện mình ăn chay niệm Phật là chuyện của mình ăn chay niệm Phật. Nhưng ngày xưa mình còn ăn mặn, cha mẹ mình cũng làm đồ mặn cho mình ăn nghỉ. Vậy thì bây giờ dù mình ăn chay niệm Phật là chuyện của mình, còn bổn phận báo hiếu cho cha mẹ, theo mỗi một cái nhân duyên mà báo hiếu. Chứ đâu phải là mình ăn chay niệm Phật rồi bây giờ mình mua một con gà người ta luộc rồi mình chấm, mình làm muối tiêu cho cha mẹ chấm ăn là mình tội đâu. Cái tội đó là cha mẹ, vì cha mẹ còn ăn như vậy, cha mẹ muốn thì mình chiều cha mẹ. Chứ bản thân mình đâu có bắt buộc cha mẹ ăn đâu mà mình tội. Cái gì ra cái nấy à. Nên vì tu phải thông cái tâm này nghe. Thông á. Nó cha mẹ thèm ăn, mua cho cha mẹ ăn, nhờ người ta làm. Còn bản thân mình thì tại vì Phật ơi, con bây giờ con làm con, cha mẹ con còn gì, con phải lo cho cha mẹ con thôi, chứ ngoài ra không có để cho cha mẹ con đói khát được đâu Phật ơi. Và từ từ con khuyên cha mẹ con sao từ từ, chứ bây giờ con không có thể nào mà không cho cha mẹ ăn được, hiểu không? Chứ bây giờ cha mẹ mà không cho ăn, mai mốt mà mâm cao cổ đầy cúng làm gì, cúng cho đầy bàn rồi dọn xuống mà nhậu đó. Nên những điều quý vị nghe gì nè, quý vị hãy xem lại đi. Rồi bản thân mình đi tu sao cho nó thông tình đạt lý. Nó thông tình đạt lý rồi đó, rõ ràng không? Nó không có cái gì trở ngại. Chứ những Đức thấy Bọc Pháp dễ tu quá trời. Có gì đâu khó tu. Tu có gì đâu khó. Mày thấy gì chùa mình nó bị thấy như Đức hướng dẫn khó không? Khó hay dễ? Nó khó hay... Được chưa? Nó mà thấy có kết quả rõ ràng mà. Không, nhà Đức nhìn các cô mình nghe. Các cô mà đi vô chùa tu 5-7 năm nay mà thấy các cô càng trẻ hơn năm xưa. Trẻ hơn á. À, mấy bà trẻ đó. Nó giỡn đâu. Mà do mấy bà vui á, biết không? Vui á, mấy bà ít sân si.
chứ không có buồn ai để trong tâm, hiểu không? Chị em thương yêu nhau vô cùng. Nào, thấy không? Không có chia bè phái. Quá đúng luôn, mà sống gì nào mà tôi thật sự tôi hãnh diện cái ghê. Hơn dặn nguyên cái nhóm này mà nói là không có chia bè phái gì hết chứ. Chị em đều thương yêu nhau tổ gì đó. Hiểu không? Đó. Tự mà xem lại. Tự mà xem lại đi. Nha. Nó nên mỗi lần người ta khen mình không phải xem lại. Rồi mỗi lần người ta chê mình cũng xem lại. Coi có nó phù hợp không. Yeah. À. Rồi những đứa rất là mừng những vị trưởng đoàn mà hợp hòa hợp với nhau. Chị em trưởng đoàn mà gặp nhau nắm tay nhau đi rồi tôi mừng dữ lắm, tôi nói thiệt. Trưởng đoàn nào dẫn được nhiều cũng được, dẫn ít cũng được, nghỉ dẫn cũng được, miễn đi tu là được rồi. Có duyên thì dẫn, có duyên thì thôi, chứ không có cái tâm mà ta dẫn nhiều mình dẫn ít gì hết á. Đó, không có cái tâm đó. Mình đi tu mục tiêu là mình dẫn ta đi cầu giải thoát mà. À, nên có một câu nè: dù cho cúng dường hằng hà sa thánh, không bằng giúp người kiên võng cầu chánh giác. Nghe không? Bây giờ quý vị đi cúng dường có bao nhiêu nơi đi chăng nữa cũng không bằng quý vị giúp cho người ta mà cầu chánh giác là cầu làm Phật. Bây giờ tất cả quý vị dẫn người ta đi đến đây tu nè, người ta nghe pháp nè, để người ta phát nguyện niệm Phật cầu chánh cực lạc nè. Cái này là giúp cho người ta cầu chánh giác nè. Thấy không? Cái việc làm này của những vị trưởng đoàn, cái việc làm này là việc làm lớn nhất cuộc đời quý vị đang làm được. Lớn nhất rồi đó. Quý vị coi mình đã từng làm vợ làm chồng người ta, giỏi lắm một gia đình thôi. Làm vợ người ta phải đẻ con, cực khổ lam lũ một gia đình. Mà gì mà bây giờ quý vị được gặp Phật pháp, mà quý vị làm trưởng đoàn dẫn người ta đi tu là không đơn giản. Duyên này dày lắm. Rồi mai mốt mà về cực lạc á, về cực lạc quý vị làm trưởng ban dẫn đi cúng dường Phật Bồ Tát. Chứ làm sao? Nhân quả tương đồng. Nên làm cái việc này hết lòng hết dạ đi. Rồi lây quay rồi tới Du Lan chuẩn bị đi, đưa lên chương trình đồ, thấy không? Khắp nơi nơi tháng 7 mình về đây mình tu được 3 ngày ở chùa luôn, để mình cầu an cho cha mẹ còn sống, cầu siêu cho cha mẹ mình đã chết. Cái tháng 7 giống như xá tội vong nhân mà ở trên dương gian này, mà hai tây tháng 9 30 tháng 4 rồi đó. Tội mà nhẹ nhẹ là được thả, còn tội nặng là giảm bớt cái án đi, hiểu không? Rồi ở dưới âm phủ là tháng 7 là tội nào nhẹ nhẹ cho đi đầu thai. Nên bản thân mình bây giờ ngay cái tháng 7 mình tập trung nhân lực lại để mình tu, mình giảng pháp, rồi mình niệm Phật, mình lễ Phật, mình tụng kinh Du Lan, đến khi mình hồi hướng cầu an cho cha mẹ còn sống, cầu siêu cho cha mẹ đã chết, ông bà đã chết. Ý nghĩa quá trời luôn. Nó nên phát tâm 3 ngày mà lại ngay 3 ngày nghỉ lễ. 1 tháng 9, 2 tháng 9, 3 tháng 9. 3 ngày luôn. Còn ngày nghỉ bù đi về. Còn muốn ở thì ở. Nghỉ được tới 4 ngày nè quý vị. Lễ nghỉ tới 4 ngày ở về với chồng. Hiểu chưa? 3 ngày này phải đi sáng sớm rồi phải có mặt. Sáng sớm có mặt nó mới được 3 ngày chứ. Thấy không? Sáng sớm có mặt là tu một buổi đi. Là tu một buổi đi. Nên á. Thấy không? Nên từ nơi đó mà mình là cho 3 ngày miếng mặt nghe chưa? Rồi mà gặp mà 1 tháng 9, 2 tháng 9 mà ngày lễ nữa, lễ lớn. Quý vị thấy không? Cầu siêu cho anh hùng liệt sĩ luôn. Thấy quý vị? Việc làm này đặc biệt lắm vị ô. Ồ. Nó phát tâm cho mạnh lên nghe ô. À. Đó. Cái tâm phát hừng hực lên á. Mỗi lần mà lễ mà tôi đưa lên chương trình lễ là cái tâm trạng ai cũng giàu giạt hết.
phải vậy đó chứ không phải nói trời xong tôi mệt quá trời mệt ba ngày bốn ngày mà tôi mệt quá. Cái tâm đó là mai mốt hết duyên á, thì đừng nói chuyện dẫn chơi. Phải làm sao mà tôi phát tâm mà tôi làm mà ở dưới mà vậy đó, hừng hực cái tâm lên vậy thì có cơ hội làm hoài. Trời ơi, gặp ông thầy mà ông chịu tu là mình mừng lắm. Tại thầy chịu tu mà. Đó, những đức cái gì chứ phái tu. Còn năm nay này cái chặn lại dưới ông âm năm nay mới dữ dằn. Không mà năm nay công nhận là cái năm tổ chức nhiều quá trời chương trình quý vị. Năm nay quá trời tổ chức luôn à, dữ quá. Nói không, bây giờ là bắt đầu là 19 tháng 9, 20 tháng 9, 21 tháng 9 âm lịch. 3 ngày, 3 ngàn lại Bồ Tát Quán Thế Âm. 3 ngàn lại Bồ Tát Quán Thế Âm chúng ta giảng được 12 buổi. 12 buổi luôn. Tại vì mỗi buổi đều có giảng xong mới lại. Cái này 3 ngàn lại nghe nói nha. Đơn giản đâu. Cái chiến này mà nói mà ai mà không đi lại là người này uổng lắm. Quá thiệt thòi luôn á. Không, cái chương trình lễ Quan Âm đợt này nghe cái năm nay mà 3 ngàn lại nghe, 19 tháng 9 là cái trận kết cuộc của năm nay. Tất cả các đoàn từ nước ngoài, trong nước, ngoài nước gì hết, chiến này là chiến kết luận của một năm. Quá dữ dằn mà. Những đức đang đặt 30 ngàn cái máy nghe pháp tặng cho quý vị. 30 ngàn cái máy nghe pháp nhỏ gì mà trong đó hơn 1 ngàn buổi thuyết pháp. Làm lại cái thẻ này mới ken luôn. Ừ, đặt 30 ngàn cái rồi đó. Điện thoại cho người ta làm 30 ngàn cái rồi đó. Bữa lễ dưới Quan Âm mà cái bữa tối 21 đó nghe. Lễ xong cái bữa buổi chiều là tặng luôn. Tặng người cái 30 ngàn cái có đủ không? Cái này 20 ngàn thiếu rồi đó. Bây giờ 30 ngàn mà thiếu nữa chịu thua. Chứ sao bây giờ 30 ngàn thiếu vậy thôi. Thì sao 40 ngàn? Chứ sao bây giờ? Đại Tùng Lâm lớn quá quý vị, bao nhiêu người cũng lại được hết chứ. Có ngôi chùa vậy mà sao không tổ chức, đúng không? Cơ hội mà. Nó bây giờ chuẩn bị làm cái la phong nhà Tôn nè. Cái nhà Tôn làm la phong lại gắn đèn lại nghe. Chuyến này bị lại tới dự lễ Du Lan nè, là có nè. Du Lan là làm la phong hết luôn, bắt đèn lại lên rực rỡ luôn, hoành tráng. Du Lan là nhà Tôn xong rồi đó, bắt đèn đuốc rồi lại hết. Nó nên có cô kia cổ phát tâm của làm cái la phong rồi đó, bị khỏi lo. Có người làm mà mình nói khỏi lo, chứ không có ai làm nữa bị phải lo nghe. Hiểu không? Có người làm rồi, bắt đèn đuốc quạt rồi lại cho ngon lành. Rồi xung quanh nghe, sau lưng nó đổ cái nền bê tông cho sạch sẽ. Sau lưng phía trước 48 pho tượng nghe, là bắt đèn rực rỡ chiếu. Thấy chưa? Ông kệ, phải đưa chương trình tu mà. Bây giờ chúng ta nghe nhớ quý vị, đời này phải vừa cực lạc. Chứ làm do chứ đến cái cõi này phải làm cái gì đó phải vừa cực lạc mới được. Không làm uổng lắm quý vị. Chứ nếu mà tu một đời ngắn ngủi này chết đi đi đỏ tam đồ uổng lắm. Nên Hòa Thượng Hải Hiền nghe nói, cái khổ của tam đồ chưa đáng sợ, khổ nhất là phát lên chiếc áo cà sa mà mắt thân người. Hòa Thượng Hải Hiền nói câu vậy đó. Bây giờ mình phát được chiếc áo cà sa phải không? Phải làm nè, làm tớ luôn. Có cơ hội mà, hết duyên rồi thôi. Thấy không? Nói bị nghe gì rồi trong lòng nó hừng hực cái tâm nghe. Không mà trong lòng bị cũng vui á. Vui là giống như mình đi tu, mình gặp được ông thầy mà ông nói câu thế gian chịu tu, chịu làm, chịu chơi. Nói thiệt á, khi vui chơi cũng chịu chơi thiệt chứ bộ giỡn đâu. Vì thấy cái Tết không? Cái Tết mà chơi ghê dữ chưa? Thôi bây giờ đây tới Tết là tu kinh nghiệm à.
Năm nay Tết là tôi tổ chức hoành tráng như quý vị coi, mà không bao giờ có chuyện hát ca ầm ầm nữa đâu. Nhưng mà nó sẽ làm để bị vui, thiệt là vui. Nó hát ca mà như mấy cái lần Tết kia nó cũng vui, nhưng mà nó mệt quý vị ơi. Kỳ này là tôi tổ chức lại, điều chỉnh lại. Mấy cái mùa Tết là toàn là những cái phim ảnh là được giữ hết, được xài hết, chứ không có bỏ. Còn mấy lần kia vui chơi dữ quá, đâu có lấy được phim nào đâu. Tết có lấy được phim nào đâu quý vị. Bỏ chứ. Bây giờ từ hôm nay là Tết là tổ chức hoành tráng, mà đặc biệt mà vui, nhẹ nhàng, tích tụ năng lượng nữa chứ. Này mới hay. Tính vậy đó mới hay. Thấy không? Kỳ này là khiếm thị là có bố hình như là 7-8 người ca sĩ, bữa nay lên tới 7-8 người rồi đó nghe. Chứ không giỡn đâu. Hình như coi không cỡ 5-6-7 người vậy đó. Tại có thêm một ca sĩ nam, thêm một ca sĩ nam nữa. Còn cái ca sĩ bữa đó hát thì lợi bình thường hết trơn rồi đó. Rồi thêm một ca sĩ nam lạ lạ. Mà ca sĩ này cũng nổi tiếng lắm quý vị. Nổi tiếng lắm. Thường ca sĩ như Đức không biết tên nhiều, nhưng mà thấy hát nhiều dữ lắm. Ca sĩ này hát nhiều lắm, nổi tiếng lắm á. Nó bây giờ là ca sĩ mà đến hát cho Kiếm Thị nghe là số 1. Để người ta dẫn gia đình đến dự chương trình Kiếm Thị á. Mà cái bữa hát cho người Kiếm Thị đó nghe, là mình tập trung vô bên trong này, mình ngồi mình được cổ vũ. Chứ mày ra người Kiếm Thị người ta không cổ vũ nổi đâu. Có thấy gì đâu cổ vũ. Thấy không? Mà ca sĩ người ta hát của mình không cổ vũ. Mình ca sĩ người ta hát mình cổ vũ, người ta phái người ta lợi người ta hát. Lợi ta hát hoài. Bây giờ Nhà Đức hỏi quý vị nè. Họ lợi họ hát họ không lấy tiền, mà còn tốn tiền xe nữa. Mình chỉ có cổ vũ thôi mà không làm được nữa thôi. Không, mình đưa lên quy tắc rồi, lỡ chùa mình hát là miễn cái vụ bao thư đi. Mà còn phải cúng dường Tam Bảo nữa chứ. Bữa đó có ca sĩ hát xong rồi, dạ thưa thầy, con lễ chùa thầy, con thấy nuôi người già cảm động quá trời cảm động. Hồi xưa thì con đi hát ở đâu cũng bỏ bao thư đưa cho con không, nhưng mà chuyến này con phải bỏ bao thư cúng dường lại cho thầy. Thì đứng ra được ca sĩ này ngoan á, ngoan á con. Nó kêu sư phụ mà rất ngoan 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 ngoan. Quỳ quỳ gõ đầu mấy cái nữa chứ. Thấy không? Mình tu sĩ mình phải giữ hơn ca sĩ chứ. Thấy không? Không mà quý vị nhớ không? Quý vị mà đi đến đây quý vị thấy ấy, thấy ông thầy hướng dẫn quý vị thấy nói cỡ nào cũng trên người ta. Thấy không? Vô là giảng ầm ầm bèo gì cũng một tiếng. Ca sĩ được 10 phút. Đúng không? Vậy là được rồi. Như vậy đó, thịnh đó quý vị. Thịnh. Không. Chứ mới vô mà ca sĩ hát không mà mình không nói được câu nào là thất bại. Thất bại. Nhưng mà mấy ca sĩ này nổi tiếng không, nên khi hát đưa lên đó quý vị. Như cái trang của Hoa hậu Kim Thoa mà hơn 2 triệu người coi. Kinh không? Bắt đầu nó phát triển về những cái mạng trí thức á, xã hội. Bắt đầu Phật Pháp nó len lỏi đi vào con đường đó. Nó mình kết hợp phát triển Phật Pháp quý vị. Nhưng Đức tin chùa mình từ từ viết những ca sĩ nổi tiếng tôi thích gì đây hát. Tại thấy cái hội chúng mình nó quá nhiệt tình. Nhiệt tình quá. Khi người ta hát đồ đó mình cũng phải. Nó trắng ra lúc nghe Pháp mình cũng vỗ tay mình vui. Nhưng khi người ta hát mình cũng là lào đó. Hiểu không? Ca sĩ người ta phải hát vậy lắm. Chứ bây giờ mà còn người ta hát mà mình ngồi với mình làm nè. Nghỉ hát luôn á. Mình kênh nó sao mà hát. Thấy không? Mình ở với người ta hát mình ngồi dưới mình. Giống như gật gật cái đầu là hay á, biết không? Còn ở dưới mấy bà. Người ta hứng hát lắm nghe. Thì người ta lỡ người ta hát cho mình nghe. Trời ơi, mình chỉ có làm chút gì sợ gì. Cái gì đâu. Hiểu không? Cái đây là phù hợp nhân sinh. Phù hợp. Mọi người chúng ta chỉ cần mỗi ngày niệm Phật là cái sự nhắc nhở mình lớn đó, trong cái cuộc đời này. Ví dụ như giờ mình bắt hiếu với cha mẹ mình đi.
mình niệm Phật, mình muốn về cực lạc. Thì tự nhiên mình nhắc mình, ủa, mình mỗi ngày niệm Phật muốn về cực lạc mà sao mình bắt hiếu với cha mẹ mình ta? Sao kỳ vậy? Người thế giới cực lạc toàn là bậc thượng thiện không, mà mình ở đây mình lại bắt hiếu với cha mẹ mình, hổn với cha mẹ mình. Mà mình muốn về cực lạc mà sao kỳ cục vậy? Nếu như mà mình mà niệm hoài mà mình không sửa thì không phù hợp cái chuyện niệm Phật được sanh cực lạc, đúng không? Còn thí dụ như mình ở nhà mình tập khí, mình chửi chồng, chửi con, được sùm, chửi tục tiểu, chửi tầm bậy tầm bạ. Bây giờ mình nghe Pháp Môn Tịnh Độ niệm Phật sẽ làm Phật. Bây giờ mình muốn về cực lạc quá. Nó ủa sao mình muốn về cực lạc mà thế giới cực lạc là những bậc thượng thiện không, mà sao mình bây giờ mình lại chửi chồng, chửi con, tục tiểu, chửi tầm bậy tầm bạ. Mình chửi lan can luôn cha mẹ chồng. Rồi khi tức quá mình chửi luôn bên nội bên ngoại nó nữa. Ghê quá. Bây giờ mình niệm Phật, thôi thôi chắc cái kiểu này chắc cố gắng niệm Phật để mà sửa, chứ mà kiểu này hoài không có được. Thấy nó kỳ quá. Cái miệng niệm Phật mà buông ra chữ sùm kỳ quá đúng không? Sửa đổi lỗi lầm, thấy là niệm Phật là nhắc nhở mà. Này quan trọng. Rồi mình thấy mình đối với anh chị em mà mình lại giành giật của cải, trong khi cha mẹ chia cho anh mình cái nhà mặt tiền, chia mình cái căn nhà ở trong đường hẻm, tức quá. Lỡ nói này nói kia cha mẹ không công bằng này nọ tùm lum. Thì giờ mình niệm Phật mình nghĩ, ô, mỗi người có phước có phần, bản thân mình có phước nhiêu thì hưởng nhiêu. Mà mình nghe Pháp, mình niệm Phật mà cầu sanh cực lạc mà sao cái hành động mình gì? Anh chị em mà ai mà có được nhiều thì mừng giùm cho nhau, còn có khó khăn gì thì giúp nhau. Tại anh chị em mà, mình là người niệm Phật mình phải có tâm vậy, thì cái phước phần mình có được thì tự nhiên, thì tự nhiên cái gia đạo mình nó phát triển tốt thôi. Thấy không? Nhắc nhở từ câu vật hiệu này, nhắc nhở mình, quý vị thấy nghe vậy, quý vị thấy nó dễ hiểu không? Dễ hiểu mà xác thực nữa chứ. Tu không tu gì người ta nghe người ta cũng nói, ờ ông thầy này giảng dễ hiểu ta. Hoặc là về mà ông chồng không có tu không nghe mà giảng gì cũng nói, bà nghe chưa, nói bà hoài bà niệm Phật mà sao bà hổn quá trời hổn. Tôi chưa có niệm Phật mà tôi bà thấy tôi có chữ bà không? Bà niệm Phật mà sao bà chữ tàu lao bất xế hoài tối ngày. Nghe thầy dạy chưa? Nghe chưa? Nào, nghe không chịu đi. Nghe không? Đó. Nên mình đi vô ngôi chùa tu niệm Phật, phát nguyện cầu sanh cực lạc, thì cái hành động mình sao mà mình đi vô trong ngôi Tam Bảo, mình dành cái miệng mình niệm Phật cho nhiều. Thầy mình vô ngay ngôi chùa niệm Phật rồi, chứ mình đừng có ngồi tụm 3, tụm 7, tụm 10, tụm 20 thế mà mình nói chuyện tào lao. Cái chuyện nhà mình để mình tu từ từ mình xử lý, mình giải quyết. Chứ mình đừng có ngồi lại nhau mình đi kể, mình nói chồng mình gì, vợ mình nọ gì. Đừng có nói cái chuyện đó làm chi. Mình nói hoài cũng có giải quyết được gì đâu. Mình gói gọn lại mình vô chùa mình tu ngày hay ngày, niệm Phật cho nó ngon lành đi, mình đi ngồi mình nói chuyện chồng mình chi à. Hồi xưa mà nói mình thương rồi, cấm mình cũng thương. Bằng đêm bằng hôm mình cũng lặn lội mình đi tìm, hẹn gặp ngay cái giường chuối sợ ma muốn chết mà cố gắng mà đi ra gặp. Bây giờ thương được mấy chục năm mà bây giờ nói xấu người ta, hành động mình vậy là xấu. Tại vì mình đã thương người ta, mình đã chọn người ta là chồng mình, mà bây giờ mình đi nói xấu người ta, là vợ người ta, đi nói xấu người ta là sai. Nên cái hành động đó mình xem lại để mình đi vô chùa. Mình đừng có ngồi nha, mình gặp ai mà ngồi nói tào lao với xế, mình lặng mình kiếm chỗ khác mình ngồi. Đi vòng vòng chùa, nó đi đâu vậy? Nó đi vòng vòng chùa cho nó thoải mái một chút. Đi vòng vòng để mình niệm Phật, mình tránh xa ra. Hiểu không? Thôi họ ngồi họ nói vậy, mai mốt có chuyện gì xảy ra, nói bữa đó có cái cô đó ngồi chung, kêu cô ra làm chứng. Thế cũng quê. Nó bây giờ biết tu rồi, bây giờ lúc rảnh là ở nhà lo việc nhà, lao dọn nhà cửa, dọn dẹp. Chồng đi làm, mình ở nhà giặt đồ, ủi đồ, rồi mình làm cho đảm đang cái chuyện của người làm vợ, đàng hoàng đi. Rồi bắt đầu về nhà là sạch sẽ, còn mình làm rảnh xong mình bắt Pháp mình nghe. Hoặc là mình bắt niệm Phật, mình niệm Phật, mình đóng cửa nhà là mình ngủ giấc cho nó ngon. Đừng có đi lên xếp trên xếp dưới gì nhiều chuyện của người ta làm chi. Thấy không? Đừng có qua bên nhà làng xóm chi, ngồi một chút là nói tầm bậy.
Bà nói mình nghe, mai mốt có chuyện mới nói. Bữa đó có em nó ngồi nghe, kêu nó qua làm chứng giùm, thấy cũng mắc cỡ. Cái chuyện đó quý vị nghe thấy nó xác thực chưa? Quá xác thực luôn. Đó. Quý vị biết gì sao mà chùa mình mà như những đức với mấy anh em như bên kia những đức nghe những ngôn đức nói chuyện mà mắc cười. Thấy không? Mà tại sao mà người ta lại đông? Vì cũng vì cái lạ. Nói lạ, không có biết văn tự nói hay, không có biết trao chuốt. Còn đa phần người ta nói đều là trao chuốt, ta nói rất là hay. Người ta mới vô buổi giảng là có người ta đứng ta tắc bạch, ta nói vài câu rồi, đúng không? Nói hay dữ lắm. Ta thỉnh vị giảng sư giảng. Còn mình ở đây giảng cư thỉnh mờ gì. Bên kia mà ngồi nghe vị niệm Phật niệm chung, ngồi bên kia tranh thủ chạy qua đây liền, đi lẹt sẹt mình mà đi. Chứ giờ ai thỉnh ai mời nữa. Hiểu không? Ta ngồi người ta sớm giờ người ta nghe pháp rồi người ta niệm Phật rồi đau chân quá trời ơi. Ta ngồi y mà ta ngồi người ta đợi mình tranh thủ mình chạy qua liền. Chứ thỉnh mời gì kén càng chống gì. Không khỏi đi, riêng bản thân mình là vậy đó. Không, thật sự quý vị, con người mình nó sống gần gũi chứ quý vị ơi. Thật sự mà nói, mình càng cao thì mình càng sống đơn giản, người ta sẽ dớ gần với mình hơn. Còn nếu như mình cao quá, người ta dớ không tới, ta sánh xa mình. Dù có quý trọng mình nhưng mà cảm thấy người ta lép quá, thấy không? Nên mình sống với nhau, ai tu hành thì ai cũng thành tựu. Thầy tu thầy đắc, mà trò tu trò đắc, còn không tu thì hốt đắc mà ăn. Không tu thì hốt đắc mà ăn, chứ sao bây giờ? Từ nơi đó mà lo tu đi. Ai cũng nên lo tu. Quý vị niệm Phật thì tôi cũng lo tôi niệm Phật à. Quý vị tu phước thì tôi cũng cố gắng tu phước. Không có ai mà nói mà ở không rảnh rỗi mà mình không làm được chứ. Phải lo thôi, cố gắng. Nó đông gì nè, phải nói đơn giản cho dễ hiểu. Chứ con người mình bây giờ nghe pháp mà nói mé mé. Té xong. Mé mé té xong. Hiểu không? Nói cho nó rõ ràng được, nó mé mé té xong nó thôi. Như Đức nói rõ ràng, nó thẳng hết trơn. Quý vị nghe những điều này vài câu thôi, thấy cái chuyến đi của mình cũng có vốn. Về mình á, mình bắt tay vào mình làm cái chuyện gì quan trọng nhất ở trong cái gia đình mình, mà bản thân của mình phạm phải trong cái nhà mình. Mình làm vợ làm chồng mình đang phạm cái gì, mình bắt tay vào nhắm mục tiêu mình làm được. Chứ đừng có một lúc mà nghe nhiều rồi mình làm có được bao nhiêu. Nghe hoài mà không có làm được. Thí dụ như giờ mấy ông đi đến đây đi, mình thấy cái việc mình nghe pháp, mình biết tu, mình thấy cái việc hút thuốc nó không có kết quả gì chứ. Bây giờ mấy ông nhắm ngay mục tiêu, mấy ông bỏ thuốc cho bằng được đi. Không phải bỏ một lần mà bỏ thuốc liền, mà ngày mình hút ví dụ như 20 điếu. Bây giờ mình giảm nó, một tuần mình bỏ 1 điếu. Một tuần bỏ 1 điếu thì 20 điếu này, bây giờ tôi cho 1 năm chờ bỏ được thuốc cũng được. Một năm chờ bỏ được thuốc còn hơn là cả đời hút thuốc. Bắt tay vào bỏ cho bằng được. Rồi mình thấy nhậu nhẹt đồ này kia gì, nói tầm bậy tầm bạ. Lúc không nhậu thì nói chuyện ngon lành, mà nhậu vô nói chuyện tào lao. Nó lúc không nhậu thì gặp vợ thằng bạn không có chọc. Nhậu vô rồi cái tự nhiên chị hai vợ bạn này đẹp quá ta. Nó tầm bậy rồi đó, thấy chưa, tào lao rồi đó. Nó rượu vào lờ ra mà ra tầm bậy, ra nói tầm bậy, thấy chưa? Mình thấy nó không có kết quả gì chứ. Mình nhậu mà 5-7 năm nay thấy nó không có kết quả. Thì nếu mình thấy nó có kết quả thì mình nhậu đi, còn không có kết quả thì mình bỏ. Quyết tâm mình bỏ cho bằng được. Bắt tay vào bỏ từng thứ, từ từ. Rồi tự nhiên mình đi chùa, người ta thấy công nhận cái thằng này đi chùa có kết quả. Hồi đó nó ở nhà tối ngày nó nhậu vô, nó chửi vợ chửi con tầm bậy tầm bạ. Rồi khi nhậu vô còn đập đồ nữa, mà bây giờ nó đi chùa giết nay nó bỏ thuốc bỏ rượu được luôn. Nghe không? Mình chưa có khuyên ai tu, nhưng mà người ta nhìn mình là người ta muốn tu. Tại vì người ta thấy mình đi tu có kết quả. Như mấy cô giờ đi tu càng vui vẻ, không có nói chuyện tầm bậy, không có nhiều chuyện nhiều điều chồm sớm láng giềng. Rồi nhà mình á, quét rác mình hốt mình bỏ vô bọc, mình buộc mình liệng ở thùng rác đàng hoàng. Chứ mình đừng có quét qua nhà người ta. Hồi xưa mình ở chung cư, mình ở trên lầu cao, mình quét nhà xuống, quét bụi xuống dưới nhà dưới. Rồi chữ lộn nhau sùm.
Rồi con mình buổi trưa người ta đang ngủ nghe, mình quýnh mình chửi sùm la lối, người ta ngủ không được, cái hành động đó của mình xem lại. Thế rồi bây giờ mình nghe đạo mình tu mình sửa từ từ đi. Nên ghi chép ra những cái lỗi lầm của mình để sửa từng công đoạn. Vậy thì nó hay lắm, ghi ra. Mình phải nhìn ra cái lỗi của mình. Nên mình ghi ra vậy nè: Trần Thị An dữ như trần lửa, nhiều chuyện nhiều điều, thấy không? Mình bắt từng câu từng câu từng câu ra, thấy không? Rồi keo kiệt, ham ăn, ham ngủ. Đó, mình ghi tên mình ra rồi mình đưa ra từng công đoạn 1, 2, 3, 4. Mình nói ô vậy mình cũng nhiều lỗi lầm dữ dằn quá ta, thấy không? À, đi chùa 5 năm mà thấy chưa sửa được lỗi lầm gì. Đó, thì mình ghi ra đàng hoàng, thấy không? Rồi đi chùa cứ là xách giỏ đi hoài, mà đi đến là tầm 3, tầm 7 nói chuyện tầm 7. À, rồi đi chùa không chịu lo tu, không nghe pháp, mà lo toàn bộ là canh với nhau vì cái chuyện mà cúng dường nhiều ít là một nè. Rồi thấy người ta giàu hơn đi chùa cũng ghét người ta. À, rồi nhìn ngó đầu này đầu kia đầu nọ xem lại cái hành động đi chùa. Rồi tự nhiên đi chùa có kết quả, nhà mình á quét chưa sạch mà vô quét chùa. Không? Nhà quét chưa sạch mà đi quét chùa. Nó mình nghe pháp là để mình áp dụng cái nhà mình, gia đình mình, bản thân mình. Còn chùa để cho nhà chùa quét. Ý nói câu đó là câu rộng chứ không phải quét lá đâu nghe. À, nên có nhiều người chúng ta nhà thì không dọn mà dọn bản thân. Bước ra ngoài thì như bà hoàng vậy đó. Còn con cái ở nhà thì mũi giải chảy tùm lum. Hãy xem lại đi, nghe gì rồi mà xem lại. Đó, mình đi chùa là để nghe pháp, để tu, chứ không phải xách giỏ đi tối ngày. Bỏ về chồng, bỏ con, bỏ gia đình tùm lum tùm la, không phải đâu. Người ta cười chê chết đó, có giỡn đâu. Ví dụ như mà mình đi chùa là lễ với ông âm 4 ngày mình đi được đi. Mình phải đặt trách làm sao trong gia đình của mình. Bây giờ mẹ hay là vợ gì đó đi ở nhà lo việc này nghe. Bây giờ tôi cố gắng tôi vô đó tôi tu cho tốt 4 ngày lễ với Quan Âm. Lại 3.000 lại Quan Âm Bồ Tát. 3 ngày chứ quên, hôm nay 3 ngày. 3 ngày lại 3.000 lại Quán Âm Bồ Tát 19 tháng 9 kỳ này. Bây giờ anh cho em đi tu đi. Rồi chia nhau 6-4 cho người ta vui. Nói câu cũng vui nè, ở nhà ông Sáu tôi đi tu, tôi ở nhà ông Bốn quên lộn, nhà ông Bốn tôi đi tu, tôi Sáu, thấy không? Ông lo việc nhà sạch sẽ nghe, không có đâu thừa nghe, không có đâu thừa, tôi đi bỏ bê nhà cửa nghe, tôi cố gắng tôi chọn tôi lại Quan Âm, tôi nghe pháp tôi tu hồi hướng cho ông, thì ông được 4 phần tôi 6 phần được không? Bàn cho đàng hoàng đi đó, mình làm cho nó rõ ràng. Mà mình mà đi tu mà mình về nhà mình tốt, chồng người ta cho mình đi tu. Mà mình đi tu xong mà mình về nhà mình dẫn tàu lao bác xế, người ta giết, người ta chửi luôn ông thầy. Chửi luôn ông thầy, chửi lăng can. Ông thầy dạy một khôn hơn cạn tiếng luôn mà chửi luôn ông thầy. Con lần cái bà đó, bà đi chùa mình cũng nhiều năm. Tính ra 5-6 năm. Mà bà ở nhà bà chửi chồng cái gì. Xong chồng lại gặp nhân đức. Nói, tôi xin hỏi thầy là thầy dạy vợ có gì mà nó giữ gì? Khó trả lời ghê, đúng không? Thấy không? Nên từ nơi đó mình đi tu hành làm sao? Mình về mà bản thân của mình được tốt mà người ta khen thầy. Rồi xong người ta còn lại chùa người ta tu. Hành động đó mới là hành động mình đem Phật Pháp mình giới thiệu. Thầy diệt Pháp, đúng không? Vì thấy nhà Đức nãy giờ mấy cái câu dạy vì nó xác thực ghê không? Quá trời xác thực luôn mà mới bị dính nhiều nhiều á. Có dính không? Có. Có dính chứ. Thấy không? Bây giờ lại đang nghe gì là mình được tiếp nhận giáo dục đó. Giáo dục xác thực. Nên ở chùa mình á thì quý thầy đồ mấy ổng không có biết dùng văn tự nói ngon lành gì đâu. Nghe không? Giống như nãy những đức hồi sáng gặp một vị thầy ở đâu đến. Tại vì mình đang ngồi xe đạp gặp mấy cô chạy, mình chạy chạy sao gặp mấy cô. Xong chút gặp thầy dẫn mấy người đến. Mình về mình suy nghĩ nó, ủa tự nhiên gặp ông thầy mình mời ông đi xuống nhà bếp ăn cơm.
Gặp như người ta nói mời thầy xuống chai đường dùng cơm đúng không? Nói xuống với nhà bếp ăn cơm. Đúng không? Xuống nhà bếp ăn cơm lại dạng ăn dụng á quý vị. Ăn xuống nhà bếp ta nó nấu ăn mà mình ăn cơm là mình ăn dụng. Xuống chai đường ăn cơm mới đúng. Mà nói mời thầy xuống nhà bếp ăn cơm. Mà đi về ngồi suy nghĩ đúng là mình nói chuyện tự nhiên tới ghê. Không, mình dùng văn tự nó quá đơn giản quý vị, viết nó quen rồi. À. Mà những đứa nghĩ rằng là chắc quý vị thích chùa mình là cũng do văn tự này mà thích á. Do đơn giản á. Nà, có một lần có cái cô kia, cô cũng đệ tử của một vị thượng tọa, cũng là bậc học giả giàu sang, này hộ trì Tam Bảo, là thường là nghe nhiều biết nhiều, là cỡ ngựa ngắm hoa, hiểu chưa? Đến gặp những đức, cô muốn sau này cô xây một ngôi chùa, nghĩa là có một đứa con thôi, giàu có muốn xây một ngôi chùa, là tương lai muốn nuôi người già và tuổi già của mình được ở trong ngôi chùa của mình để mình tu tập. Chứ thấy rằng bây giờ nương vào chỗ nào cũng thấy không yên, nên bây giờ muốn chính mình xây một ngôi chùa. Và khi thành hình một tổ chức thì cô muốn xuất gia, tương lai cô làm chủ trì ngôi chùa. Cô tính vậy đó. Đến gặp những đứa cô hỏi này kia, nghe nói cũng biết mấy người nghe nói thầy giỏi dữ lắm này kia rồi. Những đức nên bây giờ nói giỏi, những đức cũng không biết giỏi từ chỗ nào. Tại vì sao? Vì những đức thấy rằng cái việc những đức làm là tự nhiên Phật sắp xếp. Đi tu thì đi niệm Phật, rồi xong rồi đi vô ngay ngôi chùa nuôi người già, rồi tự nhiên ngồi chơi với mấy bà già giết, rồi mình thấy tuổi già khổ quá, rồi bản thân mình cũng già. Rồi thấy vậy, thấy mấy bà già nào vô chùa tu thì động viên mấy bà tu. Ban đầu ngày xưa những đức ở trên Đà Lạt quý vị, là bà già nào vô chùa tu là những đức rảnh rảnh lại ngồi chơi, rồi bà buồn buồn cái này kia thì những đức lại phiền, rồi bà muốn đi về thì những đức nói với bà nghe: cụ ơi, mình đã phát tâm vô chùa tu, con cái nó biết hết trơn, mà bây giờ bà tu không được trong chùa, bà đi về về nhà mặt mũi nào nói chuyện với con cái? Rồi con nó xem thường, nó nói rằng bà đã vô chùa tu mà ở con không được, nó nói này nó kia. Thôi mình đã lỡ đi rồi, với những đức nói với bà: mình ở đây khi nhớ con nhớ cháu, nhưng ở quen rồi sau này á, mình trăm tuổi già được nhà chùa lo hộ niệm được, cái này mới là cái quan trọng. Còn bà về nhà nhất thờ bà gần con cháu thời gian, rồi bà chết đi, rồi nó đâu có biết lo cho bà gì, đâu biết niệm Phật cho bà gì đâu. Rồi bà chết bà đi đọa lạc khổ không? Thôi bà gán đi, ở đây đi, bà niệm Phật đi. Từ một người như đức khuyên giết quý vị. Giết rồi tất cả các người trong chùa, người ta buồn cái gì, người ta ưa kiếm những đức lắm. À, giết rồi tự nhiên á, người ta buồn là ta kiếm những đức, còn ai thối tâm là gặp những đức à. Mấy chú trẻ đâu vậy buồn muốn đi về là gặp những đức à. Những đức khuyên vậy mà giết những đức quẳng chúng luôn. Vai trò những đức là tự nhiên vô chùa rồi làm việc thì làm cực lực, mà rảnh thì cứ lại chơi với các cụ già, cứ làm vậy đó. Mà giết rồi tự nhiên cái ông thầy chủ trì cũng để ý. Rồi những đức á, thường là tính gì nè, cái việc ở trong chùa, việc này việc kia, những đức khi họp không bao giờ mà ý kiến đâu. Nhưng mà có cái chuyện gì là những đức gặp riêng thầy chủ trì, những đức nói là người đó gì thầy nên giúp người đó lại sao nhìn ra cái việc là như vậy thầy giúp á, con chỉ là nói vậy thôi chứ mọi người thì trước mọi người mất công lắm, tùy thầy chỉ nêu vậy thôi, giết thầy chủ trì em để ý ra mình, rồi cuối cùng đưa mình lên quản chúng coi chúng chùa luôn. Rồi coi chúng chùa từ từ ngôi chùa càng ngày càng đông, đông lên tới ngàn mấy trăm người mình quản, lúc còn cư sĩ mình làm suốt luôn, rồi giống như nghề dạy nghề. Nên những đức nói rằng là cái việc làm trong ngôi nhà Tam Bảo nó không phải là kẻ nói người học là được đâu. Chính bản thân những đức đâu có ai nói gì đâu, mà học là do cái gì? Là do có cái tâm đi vào cái công việc rồi làm ra rồi mới thấy ra, rồi nói rồi mới làm, rồi làm xong rồi mới nói, cứ làm hoài cứ quay tới quay lui vậy đó. Rồi những đức hình thành cái một tổ chức, rồi bây giờ những đức nuôi người già thành chuyên nghiệp luôn. Nghĩa là bây giờ chùa mình mà tính ra mà ba điểm chùa bữa nay là hơn 2.000 người ở rồi. Cố định hơn 2.000 người. Như bên đây bây giờ là mỗi ngày hơn 600. Bên Đại Tùng Lâm với chùa mới là nó hai bên đó bây giờ bữa nay là tính ra là khoảng 1.500 người ở bên đó. Từ thường trụ tới cộng tu.
thì người già ở chắc cũng hơn ngàn quá, còn nhiêu người trẻ rồi cộng tu gom lại. Thì vị thấy rằng là đâu phải là hỏi cái nói cái là xong đâu. Có những người cái sở học người ta, người ta nghĩ rằng là lợi người ta hỏi cái, ta nhìn cái là người ta đem về người ta làm luôn. Không phải, mà mười mấy năm nay Như Đức đi tu là do Như Đức làm, rồi Như Đức nói xong rồi làm, rồi cái gì không phải Như Đức chỉnh lại, chỉnh đốn. Giống như hồi xưa mình mới đi học, mình viết cái chữ O nó còn chưa được tròn, rồi mình viết từ từ, mình viết từ từ, mình mo nó lại, từ từ nó tròn lại. Có nghĩa là lúc nào mình vẽ nó hơi méo thì mình vẽ lại từ từ, rồi từ từ nó thành kinh nghiệm mà vẽ thành cái vòng tròn, thấy không? Cái sở học là gì đó quý vị. Đa phần Như Đức thấy cái người ta đi học tập là cái gì, ta lỡ người ta nhìn cái người ta hỏi mấy câu là người ta nghĩ là về phải làm được liền. Không có được, tẩy quá. Dù bạn có sở học cỡ nào đi chăng nữa cũng có được gì đâu. Nó phải là chính bạn phải xác thực, chính bạn phải làm việc đó đó. Rồi bạn làm đi, rồi bạn đi từ cái căn bản nhất. Rồi bạn muốn nuôi người già, bạn ở đây nè, bạn họ tu học chung, bạn ở chung, rồi bạn xem xét, rồi bạn sống cùng chung với người già đi. Rồi sau này bạn mới nuôi người già. Vì tôi sống với người già mà, tôi sống quanh năm tôi không đi đâu hết trơn, tôi ở với người già không à, ở với chúng không thì tôi hiểu tính tình của chúng sao, rồi tôi mới nuôi chúng được. Cái nguyên lý nó là như vậy đó quý vị. Nó nên họ có cái tâm ghê mà trong lòng mình nói làm có được đâu. Rồi chỉ hỏi vài câu rồi xong á, khi mình đi học tập với ai á, mình đừng có nói. Mình đã đi học mà mình nói làm gì? Mình đã đi đến học tập người ta thì để cho người ta nói. Mình hỏi để cho người ta nói. Mình chỉ là hỏi thôi, đừng có nói. Còn nếu như mà mình đi lỡ học mà mình nói nhiều quá, người dạy mình ta không có nói đâu. Tại vì mình nói nhiều quá, người gì không phải là người thông minh, người gì là người phù phiếm. Nên phải nhớ mình phù phiếm. Nên những Đức nói với Phật tử, mình học đạo có những lúc đúng chỗ thì mình nói. Ví dụ như quý vị làm trưởng đoàn, đi lên xe vì cần nhắc gì bị nét liền đi nói. Còn có những khi mình đi đến mình gặp quý thầy, những người lớn lớn, mình đừng có nói, mình nghe đi nay hết. Còn cái người mà không biết cái gì mình hãy nói, còn người biết đừng có nói. Dù họ có nói sai mình cũng không nói nữa, nói nó không có nghe. Cái người mà họ đã phù phiếm rồi mình nói họ không có nghe, mình nói chi cho nó mệt thì thành đấu đá, hiểu không? Đừng có nói. Người mà không biết một cái gì thì cái người mà ta cần biết mà nói. Còn cái người mà đã biết nhiều quá lại học không nói. Nên họ lợi họ gặp những đức họ nói chuyện quá trời, cỡ người xem hoa được quá trời, những đức đâu có nói. Nói gì mất công, uổng lời nói thêm nói làm gì. Đó là không có khéo học. Không có khéo học. Những đức nói thật sự chứ, những đức gần với hai vị thầy. Những đức thấy những đức đứng phía sau không chứ có chỉ cái gì bao nhiêu đâu. Không phải là cầm tay chỉ mà thành công đâu quý vị. Mà cái học tập là cái chú ý. Chú ý, hiểu không? Chú ý. Ngày xưa những đức gần một vị thầy nổi tiếng, thì khi mà giảng pháp xong thầy tiếp khách thì nhiều người đến chụp hình. Những đức đứng thiệt là xa, đứng trên cao, những đức nhìn quan sát. Ai đến chụp hình cũng cúng dường tiền. Có những người nghèo cứ đứng chơi dơ. Những đức chính, những đức nghe họ nói một câu thôi, lợi mà không cúng dường cho thầy kỳ quá trời. Ai cũng cúng dường, mình không cúng dường kỳ quá. Thôi đi bà ơi gì. Thôi lỡ gặp thầy chút thôi, không có cúng dường gì chứ mà gặp kỳ quá. Ông thầy thì không có ý gì, nhưng mà Phật tử người ta cúng dường, rồi người ta có điều kiện, rồi người ta đứng ta chụp hình đồ. Những người nghèo thấy ngại, không dám đến gặp. Sau này tới đời những đức, quý vị thấy ngày Chủ nhật đông gì, quý vị thấy những đức có ngồi tiếp ai không? Không, quy tắc luôn, không tiếp. Ai muốn cúng dường bỏ thùng tam bảo tùy duyên quý vị đi. Còn bất chợt gặp đó là bất chợt gặp thôi. Còn ngoài ra không có tiếp ai. Tại vì đó là bài học mà ngày xưa mình đã nhìn ra, thấy không? Đó rồi khi giảng pháp á, thì những người mà hộ pháp có điều kiện là ưa ngồi ở trên, dù là đến sau cũng phải dành cái ghế cho họ ngồi. Quý vị thấy tới đời những đứa có vụ này không? Không có vụ này. Không bao giờ có vụ này vì kinh nghiệm luôn rồi. Đó là cái góc độ học mà nhìn rút kinh nghiệm mặt trái mặt phải để mà điều chỉnh. Rồi quý vị thấy, quý vị đi đến chùa mình, quý vị có bao giờ quý vị thấy những đức mà ngồi ăn cơm riêng với ai không?
không bao giờ có luôn. Đúng không? Trong khi những đức nuôi gần 2.000 người thì cũng có những người ta cúng dường những đức cũng không ít. Nhưng mà những đức không bao giờ ngồi ăn cơm với họ. Những đức nói rằng xuống dưới nhà bếp ngồi ăn cơm. Nó nhà bếp nữa. Mình ở quê miền Tây, hồi xưa thì ăn cơm nó vô bếp ăn, hiểu không? Quen cái miệng rồi. Nó thì xuống chai đường ngồi ăn cơm chung đông người, nó có phước hơn là ăn cơm riêng. Bản thân mình đi đến chùa đâu phải là chi cầu cái việc ai cung phụng mình đâu. Mình đi đến chùa là mình muốn làm người bình thường kìa, mới vui. Xuống chai đường mà ngồi ăn cơm chung với người ta, đủ duyên ngồi bàn nào thì ngồi bàn đó với mọi người. Ai ăn cái gì mình ăn cái nấy chung. Vậy nó làm cho mình bình yên, thoải mái hơn. Đừng có ăn cơm riêng với cái người mà có địa vị ở trong chùa. Chị mất công, không có gì đặc biệt đâu. Thấy không? Nó rõ ràng nên chùa của mình, cái phục vụ của ban tổ chức á, là cái phục vụ chung của tất cả những con người đi đến đây tu. Chứ không có phục vụ riêng cho một cá nhân ai đi vô chùa này tu. Còn mình cúng dường nhiều là cái công đức của mình. Còn mình cúng dường ít là cái phước báo của mình, công đức của mình, cá nhân mình. Chứ đâu có phải mình cúng dường để cho người ta cúng phụng mình đâu. Còn những người nhân duyên thì sao, thì nó theo cái duyên vị của người ta. Chứ không có bao giờ mà nghiêng về bên nào giàu nghèo gì hết. Nên đến với ngôi chùa mình là mọi người giống hệt nhau. Rồi những đứa hỏi quý vị là từ khi quý vị đi đến đây tới giờ, quý vị có thấy những đứa có đi đến nhà quý vị lần nào chưa? Tất cả Phật tử những đức chưa từng đi đến nhà bị một lần nào biết nhà gì hết. Biết chi vậy? Biết nhà chi vậy? Biết nhà đang có chuyện gì là ở nhà kiếm. Không biết nhà quý vị nên mở chùa miếm mặt. Nếu biết nhà quý vị thì nay đến nhà này mai nhà kia. Những đức mà biết nhà của Phật tử chắc những đức đi tối ngày quá. Phật tử cũng rủ đi đến nhà nào là đám dỗ, thầy tháng, thôi noi, mờ hoài, thầy phải đến để làm cái lễ có thầy công đức lớn hơn. Vậy quý vị tự làm đi, tự tu mà biết tu rồi đó làm đi. Để như đức ở chùa nuôi mấy bà già là ổn nhất à. Rõ ràng không? Bây giờ như đức đi xuống đây 10 năm chờ, quý vị thấy có bao giờ như đức đi đến nhà một Phật tử nào không? Mà quý vị có thấy một Phật tử nào mà như đức gọi điện thoại về không? Không luôn, đúng không? Có nhắn tin không? Điện thoại còn không gọi, nhắn tin. Rõ ràng luôn đúng không? Nếu như những đức có gọi điện thoại cho ai, có nhắn tin cho ai, đến nhà ai mà những đức dám nói câu này mới sợ. Nhưng mà những đức không làm như vậy, những đức mạnh dạn nói đó. Thì những đức nói với vị, mình đến mình học tập không phải là hỏi mấy câu đâu. Mà những điều những đức nói đây là gì? Là tư tưởng đó. Tư tưởng nuôi người già đó. Dù chưa đi đến đây mà nghe cũng nắm được nữa. Đó là tư tưởng, mà muốn học người là phải học tư tưởng. Lấy nguyên cái tư tưởng rồi mình áp mình vào chỗ đó để mình làm. Từ một người, hai người, ba người. Làm rồi từ từ nó lên từ từ 10 người, 20 người, 100 người. Mô hình của nó chỉ có 10 người, 5 người, 1 người. Nhưng mà một mô hình như vậy thành hình ra 1.000 người cũng là một mô hình. Phật Pháp nói một là tất cả là một mà. Nếu như mà cỡ người xem hoa thì thôi cho bạn học. Muôn kinh vạn luận bạn phải học hết. Còn nếu như bạn học chuyên, nhìn thẳng một môn, có một tiêu chuẩn thì bạn sẽ học rất là dễ và làm cực kỳ dễ luôn, thành công cũng cực kỳ cao luôn. Nên quý vị kêu những đứa ghi ra cái quyển sách gì để dạy người, những đứa không có sách gì. Quý vị biết vì sao những đứa thoải mái không? Vì tất cả con người khi những đứa gặp bệnh thì dùng thuốc, có nghĩa là bệnh nào thì thuốc nay, chứ những đứa không có chuẩn bị thuốc. Nếu chuẩn bị thuốc là nhức đầu đó. Chuẩn bị thuốc là nhức đầu đó, đúng không? Giống như giờ Như Đức chia sẻ Phật Pháp, quý vị thấy Như Đức đâu có ghi chép gì đâu. Như Đức lên tùy hứng Như Đức nói, hiểu không? Nói sao nó cảm thấy nó nghe được thôi chứ nó. Nên có một cái chú này ông nói: thầy ơi, thầy phải ghi chép cho đàng hoàng chứ không thôi thầy giảng sai á. Như Đức nói: phàm phu mà sao đúng hết, hiểu không? Mà chúng sanh căn tính thờ mạt pháp á, có những cái sai mà nó phái. Lạ lắm.
nên nói thì sao mà nó đi vào trọng tâm mà nó nghe được là nó phải nghe, chứ mà nói đúng mà nó ngủ có bằng không à. À, nói đúng mà ru chút nó ngủ hết trơn. Giống như bây giờ nói chuyện gì nó ít ngủ, nhưng mà gặp tụng kinh thì coi ngủ cho thấy. Thấy không? Đó. Nên từ nơi đó là chúng sanh mình phải biết cách dẫn dắt họ. Những cái điều mà nãy như Đức nói mấy câu đầu thôi quý vị, thấy không? Mấy câu đó quý vị áp dụng đi rồi vì ta thấy lợi ích khi bị đi học Phật. Nó mỗi ngày niệm Phật nó muốn làm Phật không à. Thấy không? Mà đụng ai một cái là sực người ta. Ai mà chỉ cần lấy lộn đâu dép một cái là dép tôi á. Thấy không? Thấy không? Ghê chưa? À, gì mà giảng sanh, giảng sanh ghê lắm. À, đó. Quý vị thấy lễ chúng ta vừa tổ chức xong nên coi lại đi, rồi thấy Pháp Môn Tịnh Độ nó thù thắng cỡ nào. Trời ơi, quý vị biết rằng cái chương trình tu 3 ngày thêm chủ nhật nó là 4 ngày liên tục. Những đứa cũng không ngờ Phật tử người ta ở luôn xuyên suốt dĩ trần. Công nhận hay thiệt. Quý vị nghĩ cả ngày nghe Pháp niệm Phật, tối lễ Quan Âm, sáng lễ Quan Âm. Vậy mà Phật tử người ta đeo theo người ta tu cho bằng được. Cái lượng Phật tử chùa mình không đơn giản, nhà Đức nói thiệt. Không đơn giản. Chứ người ta một ngày một buổi gì đó là người ta nghỉ liền, chứ ai đâu mà tổ chức gì mà lâu dữ vậy. Vậy mà tò ô ở. Kinh khủng không? Mình thấy rõ ràng cái duyên những đức với quý vị nó dày. Hiểu không? Nó nói chuyện tự nhiên ủng hộ tinh thần. Mỗi lần mà một cái là thấy không? Nó bây giờ quý vị xấu sao mà người ta thương vậy thì đặc biệt quá rồi. Rõ ràng người ta thương người ta mới theo, thì nói gì người ta nghe. Nhưng mà quý vị đi đến đây bị tu vị có kết quả không? Thấy vui không? Thấy chưa? Hồi nãy nhà Đức gặp cái phái đoàn ở Kiên Giang, chàng trai trẻ lắm, dẫn đoàn đến đây tu 30 người nha. Cúng dường đâu 500 kg gạo với đâu mười mấy triệu vậy đó. Rồi xong rồi nhà Đức nói với chàng trai trẻ một câu, nhà Đức nói về lập cái trang mạng á, lấy những bài giảng để vào, thấy chú cũng có duyên á, làm gì đi, cả đời cứ làm gì đi, đem Phật pháp giới thiệu. Bây giờ á, cái xã hội chúng ta bây giờ là mạng internet nó phát triển. Quý vị thấy nhớ 6 năm về trước, nhà Đức đã nhìn ra được cái việc máy nghe pháp mà. Đúng không? 6 năm về trước, nhà Đức đã nhìn ra con người này không muốn đọc sách nữa. Bởi vì Phật nó thờ mạt pháp. Kinh giáo sách vở không muốn đọc. Dù sách vở bây giờ in rất đẹp, nhưng mà tặng rồi để đó chơi không đọc bao nhiêu. Người đọc sách rất ít. Vậy thì cái xã hội bây giờ nó đang phát triển Phật pháp bằng cái điểm nào? Khoa học hiện đại, những chiếc máy nghe pháp, đúng không? Bao nhiêu người chiếc máy nghe pháp này mà chỉ có đặt để tặng cho cha mẹ thôi, vậy mà cha mẹ tìm tới đây, trong đây hơn 1000 buổi giảng của nhận được đơn giản bình dị mà nghe được mà vui mắc cười. Vậy đó mà ta đi phổ biến chiếc máy nghe pháp này, trời, bây giờ phổ biến quá trời luôn. Bây giờ máy niệm Phật chùa mình đặt một lần là vài chục ngàn cái. Cứ vài chục ngàn cái đặt. Mà không kịp. Rồi vài bữa Như Đức ra cái đèn bông sen này mà Như Đức đang giảng cái bài pháp nửa tiếng đồng hồ mà cho Củ Quyền Thất Tổ. Mà công nhận nha. Giảng. Ngồi giảng cho Hương Linh mà nói mà tắt đèn hết. Đúng là ghê thiệt. Kinh thiệt. Không, Như Đức nói đúng là cái cảnh giới của chư Hương Linh mà chết chưa siêu không đơn giản chút nào. Đồng. Quý vị biết rằng là mình chân thật mình muốn giảng cái bài giảng nửa tiếng đồng hồ để mà để vô cái đèn bông sen này để cho vị để bàn thờ.
Vì Như Đức tin rằng cái quốc độ này phàm thánh đồng cư độ, mà chúng sanh mà chết chưa siêu từ ông bà mình đông lắm. Gia đình mình, mỗi gia đình đều có người thân chết chưa siêu, đúng không? Nên Những Đức giảng cái bài pháp nửa tiếng nó để trong cái này bông sen giảm bớt những điều niệm Phật lại. Rồi quý vị thường bắt để cho bàn thờ, quay tới quay lui bài pháp nó giảng hoài. Rồi cái đầu cách ngài bắt niệm Phật, ngài bắt pháp, ngài bắt niệm Phật, để cho họ nghe pháp họ hiểu, để mà chư hương linh của quyền thất tổ ông bà, hương linh thai nhi ở trong nhà mình, hoặc quán thân trái chủ trong nhà mình, họ nghe, họ nghe để họ cỡ mở cái tâm quán thù đi, để rồi họ niệm Phật cầu sanh cực lạc đi. Đó, nghe không? Này quan trọng lắm nghe. Rồi Những Đức sẽ giảng vài bài giảng về cho súc sanh, mà để trong cái năng lượng niệm Phật. Tại vì có cô kia, cô miền ngoài á, cô lấy cái máy niệm Phật á, chứ cái máy nghe pháp á, bà bạc á, ngay chăng cái ổ mối nhà bà, có bà mẹ tu chín mấy tuổi đây nè, ổ mối nó bự dữ lắm, bà nói ổ mối bự lắm, bà để máy niệm Phật ngay chỗ đó, rồi lấy một hai bài giảng cho nghe. Vậy đó mà một năm rưỡi sau, ổ mối tự nhiên từ từ mất tiêu hết trơn, rồi tự nhiên ngay cái ổ mối nó mọc lên hai cành sen. Không? Trong kinh Phật nói mà tình dữ vô tình đồng viên chủng trí, mà Đức Phật A Di Đà ngài nói là chúng sanh mười phương, có nghĩa là mối chim chóc con vật nào nó cũng có thể nghe được. Quý vị công nhận là khi mình nuôi con chó con mèo trong nhà mà mình thương nó, mình ngoắt nó cái nó chạy đến, khỏi ngoắt nó cũng chạy theo, nhưng vì thử quýnh nó cái coi, đánh nó chửi nó cái coi, là nó gặp quý vị nó bét 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 bét, nó dãnh đuôi ra, nó bét bét bét, nó đi vòng vòng, nó không lỡ gần. Thì có nghĩa là con vật nó biết mình thương, nó biết mình ghét. Vậy thì nó nghe pháp nó cũng biết. Hôm qua gặp một cái cô kể một câu, cô nói: dạ thưa thầy, thầy nói rõ ràng, nhà con có một con rắn. Con rắn nó bò ở trong nhà, trong phòng khách á. Khi con bắt pháp á, là con nói nó là nằm ở đây mà nghe. Khi khách khứa đến là bò đi chỗ khác, đừng làm ta sợ, đừng có hiện cái tướng mãn xà, tội lỗi lắm. Bây giờ con có duyên, con ở đây, con nghe pháp, con niệm Phật, thì con đừng có làm động đậy người ta ở ngoài, không được vô phòng, làm người ta sợ, nghe chưa? Cô này cũng giảng thấy ghê. Xong á, cô nói rằng con rắn nó nghe lời vô cùng luôn. Nó nằm phanh tròn lại ngay cái chỗ máy nghe pháp, nghe Như Đức giảng, cứ nghe giảng suốt vậy đó. Rồi xong, khách mà chỉ cần đến thôi là nó biết liền. Nó tuốt ở ngoài mà ở đây nó đã biết rồi, là khách đi vô là thấy nó đi mất tiêu, nó đi bò đi trốn chỗ khác mất tiêu. Nhưng mà khách đi về rồi nó lỡ ngay chỗ đó nó nằm nữa, nó nghe phải không? Kinh chưa? Trời ơi, con vật mình thương nó không có hại mình đâu, không bao giờ mà nó hại mình đâu. Nên nhà mình nè, ruồi muỗi kiến gián nó đói quá nó bò vô, mình cho nó miếng gì cho nó ăn đi. Ngày xưa Như Đức mới đi xuống đây muỗi nhiều lắm, ngày nào Như Đức cũng cho nó chích tay Như Đức đầy hết chứ. Hai tay Như Đức một đêm mới chích khoảng hơn 100 mũi. Như Đức có chết đâu. Người ta nói mũi chích nhiều sốt, thấy có sốt gì đâu. Khỏe ngon lành có sốt gì đâu. Trong bụng mình nói mình sốt mình không có phước. Thôi bây giờ cúng dường máu cho mũi, rồi quy y cho nó luôn. Con mũi chích cái Như Đức chắp tay quy y. Quy Phật không đọa địa ngục, quy pháp không đọa ngạ quỷ, quy tăng không đọa bàn sanh. Niệm mấy câu Phật hiệu, thấy mấy anh chích cái bụng anh lên máu được khoảng 70%, đuổi đi. Tại vì sao? Sợ mấy anh tham quá, anh chích 100%, anh té anh chết luôn. Thôi kệ, chích 70% đi đi bạn, tham quá. Hiểu không? Đó. Làm rõ ràng, đây là những điều tôi làm xác thực nhất, hướng dẫn quý vị đó. Chứ con ruồi, con muỗi, con gián, con kiến, Phật nói tứ sanh phụ mẫu. Tứ sanh là tất cả chúng sanh đều là từng ông bà cha mẹ của mình. Bây giờ mình giết nó là mình giết ông bà cha mẹ của mình. Nên bản thân chúng ta nghe đạo rồi tập ăn chay trường đi. Đừng có nói ăn chay trường thiếu chất dinh dưỡng. Thiếu đâu mà thiếu. Tôi thiếu chất dinh dưỡng hả? Lại ông âm ầm ầm, giảng pháp ầm ầm một ngày. Mà 4 ngày nếu mà tôi giảng 16 buổi, lại 2000 lại quan âm. Thiếu chất dinh dưỡng, yếu mà làm gì hả? Thấy không? Quý vị đi tới đâu thì đi tới đó mà, rõ ràng mà. Có chạy đâu. Nó bây giờ là mập 75 kg.
cái bụng nó cũng to. Lại Quan Âm thì hơi nặng hơn chút mà cũng lại ầm ầm, chạy đâu, đúng không? Bây giờ Phật tử thấy có bao giờ từng chủ nhật mà Nhân Đức không lên giảng không? 10 năm như một ngày, chưa từng bỏ một buổi nữa. Còn 1 năm 2 bài giảng, 1 câu ai Phật niệm đến cùng, quyết chí một đời vãng sanh Cực Lạc, quá, quý vị thấy điều không? Quá điều luôn. Lễ lọc gì cũng giảng luôn, đúng không? Lễ là Nhân Đức giảng trước, lễ là Nhân Đức giảng 10 buổi trước, rồi tới giờ nó phát lên đúng giờ luôn. Còn những bài giảng mà dưới quý vị về đây là những bài giảng trực tiếp. Nó phải tính vậy đó chứ sao mà làm luôn hết được. Thấy không? Rồi mỗi tuần thứ 7 lớp đạo làm con. Bữa nay lớp đạo làm con mình lên nè nghe. Cái cách này là cái cách đặc biệt nè, cách độ sanh đặc biệt nè. Mấy cô trưởng đoàn dẫn đi là dễ dẫn lắm. Tại vì một là gì? Nói chuyện thời gian có 40 phút ít quá, mà Như Đức tính thời gian đó đó là phù hợp cho bị đi về nữa, không có trễ. Thấy không? Tính cái thời gian đó rất phù hợp. Rồi xong nói chuyện rồi xong cái ngồi ăn uống, gia đình người ta được đi đến lớp đạo làm con là mỗi tuần thứ 7 gia đình sum họp. Đặc biệt không? Ông sum họp ngay chùa. Rồi dạy từ từ gia đình ta biết tu luôn. Từ cái lớp đạo làm con mà gia đình biết tu cho quý vị coi nè. Người ta nghe từ từ biết tu luôn à, gia đình lại hạnh phúc. Nói quý vị coi, mình được làm nhiều việc vì mình quý quá. Đó, nên cái cuộc đời mình được cái nhân duyên này quý vị. Mình đi đến chùa mình gặp ông thầy, ông tính ra nhiều cách để mà cho mình tu. Rồi lay quay bữa nay là chủ nhật rồi tới thứ sáu khiếm thị nè. Trời ơi. Khiếm thị. Cái chương trình khiếm thị nói với vị nghe nghe, không có dễ mà tập trung 5.000 người khiếm thị đâu. Rồi cái chuyện giỡn chơi tập trung mà 5.000 người mà nghèo khiếm thị mà được một chỗ, không giỡn đâu quý vị. Quý vị có thấy ai tổ chức được 5.000 người không? Có vụ này đâu, 2.000 cũng có, thì đừng nói gì 5.000. Khiếm thị sao mà kiếm được 5.000 người? Vậy mà Nhân Đức lụm lặt ở đâu mà lụm hết chân luôn. Mà quý vị thấy Nhân Đức có đi đâu không? Mà Nhân Đức biết cách. Đôi tay mình sao làm bằng nhiều tay? Mình phải nhờ nhiều tay làm, đi lụm. Đi lụm làng sớm, lụm hết chân, đem về cho mình. Thấy không? Trong kinh Phật nói mà, chư Phật Như Lai thành tựu là nhờ chúng sanh mê hoặc. Mà chúng sanh mê hoặc mà chịu đi đến chùa là có cơ hội giác ngộ, giúp người ta chứ sao, đúng không? Đó, mình cho tiền đồ ta mừng. Thấy không? Còn mình niệm Phật mà ta mới niệm theo. Được tiền phải niệm Phật chứ. Đó, thấy không? Nó được tiền phải niệm Phật, niệm giết rồi nó thấm. Trời ơi, cái gì nó cũng thấm từ từ, vì nó chuyện dẫn chơi à. Mưa lâu thấm đất, mình phải cho người ta cơ hội. Thấy không? Đó, nên á, thứ sáu này nè, bắt đầu là dữ lắm, đông dữ lắm. Nó tất cả trưởng đoàn á, Nhân Đức cho quý vị giống như là quý vị đưa lên cái chương trình, rồi mỗi người có nhân viên, rồi cùng chung với quý vị, rồi bắt đầu là đổi tiền ra đi phát cho người khiếm thị. Hiểu không? Tự làm đi, rồi tự cho người khiếm thị đi, cứ làm đúng lương tâm, làm đàng hoàng. Tuyệt đối tiền bạc mà gọi là chúng sanh là không có đụng vô tầm bậy, làm cho đúng đi. Chuyện đó Nhân Đức không có dính vô cái chuyện đó. Còn riêng bản thân Nhân Đức là Nhân Đức làm được rồi, làm được rồi, khỏi cần lo tới Nhân Đức nghe. Mỗi lần mà tôi làm là tôi có tiền rồi tôi mới làm, chứ không phải là mà bây giờ mà đi kiếm xin để mà làm, đâu có đâu. Có rồi. Tất cả quý vị nên đổi tiền ra tự cho người khiếm thị đi. Ừ, cho người ta thêm một chút nữa đi. Trời ơi, người ta khó khăn mà. Bây giờ như ví dụ giờ Nhân Đức nói là tôi cho tiền hết trơn, tôi bao xe hết luôn, rồi bỏ bao thư nữa thôi, ai đem tiền nhiêu đưa đưa tôi. Thôi ăn tiền này mệt, tiền khiếm thị ghê lắm, không có dám đụng vô, thà cho người ta hết đi, không có dám. Tại vì sao? Thôi mệt quá. Cuộc đời của người sanh không mang đến, chết không mang đi, cái gì làm được thì làm đi, thiện tâm làm được làm đi. Nên tất cả những người nghe qua cái chương trình này thứ sáu nè, chương trình khiếm thị nè, mình cố gắng mình tổ chức khoái đoàn đi, đi lại đây dự chương trình khiếm thị xong á, mình ở lại ngày mai thứ bảy qua chùa mới cộng tu. Hay ghê không? Tính cho sẵn dịp đi mà. Xong ngày mai thứ bảy qua chùa mới cộng tu, rồi biết được chùa mới bên kia nuôi người già, Nhân Đức giảng pháp xong
cộng tu xong chưa trở về hộ pháp, ngủ giác em không, hà tu thờ rồi bắt đầu tối lại lớp đạo làm con, thấy chưa, thấy vui chưa, quá đặc biệt luôn mà. Xong sáng chủ nhật cộng tu, cộng tu xong rồi chưa ăn cơm đi về. Ờ chuyến đi nó xứng đáng gì đâu. Nó tính cho tất cả những vị trưởng đoàn dẫn đoàn đi đó, đi như vậy nó có ý nghĩa. Chuyến đi mà đi một cái mà coi chừng đổ lượt luôn á, tại vì mấy điểm chùa mà cái cảnh giới của hòa thượng mình xây dễ đổ xanh. Quý vị nhớ nghe, chùa này Hòa Nhật Đức không có xây một cục gạch nào, Nhật Đức không có công xây chùa mà có công giữ chùa. Vậy thôi, hòa thượng toàn bộ chùa chiền hòa thượng xây không à. Mà nhiều người ta đến ta đâu biết hòa thượng đâu, gặp hòa thượng gặp Nhật Đức không, nói dạ chào thượng tọa nó. Tôi đâu có thượng tọa gì đâu, trời trời không biết thượng tọa là gì luôn. Thôi tôi xưng Nhật Đức không à, hiểu không? Thôi hòa thượng chùa chiền hòa thượng xây, tôi không có xây được cái gì đâu, tôi chỉ là giữ chùa thôi, hiểu không, quét chùa sạch sẽ thôi, chùa của hòa thượng nhưng mà Nhật Đức thì giữ chùa. Hiểu không? Không, nên là quý vị có tiền bạc á, tiền của quý vị nhưng đưa Nhật Đức giữ giùm cho. Đưa tôi giữ giùm, tôi xài giùm cho, vậy thôi à, chứ thì cái gì của quý vị cũng được, hiểu không? Không đó, thấy nghe Phật pháp vậy vì thấy nó gần gũi ghê không? Nó nên Nhật Đức nguyện tam bảo gia hộ cho tất cả quý vị hiện tại ngồi đây và những người khắp nơi nơi đang coi trực tiếp, mỗi ngày nghe pháp, mỗi ngày tu hai thờ tại gia đình ổn định, gây dựng tín nguyện niệm Phật cả đời không thối tâm, vì pháp môn tịnh độ này quá đặc biệt, quá thù thắng. Nhớ nghe, thì cuối cuộc đời chúng ta đều hẹn gặp ở Tây Phương Cực Lạc. Ai với đạo Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ.